Bạn Gợi Hoàng Anh Tiến xin kính chào toàn thể các bác nhé. Ngày hôm nay là ngày mùng 9 này, tháng 12 năm 2021 này. Lại xuất xưởng lên đường cho bác khách hàng ở ngoài Hà Nội một bộ chiếu đôi hàng 2 tấm một chiếu bằng gỗ cẩm hồng. Gỗ cẩm hồng các bác nhá. Hàng 2 tấm một chiếu các bác ạ. Lại đang trong cái quá trình sắp xếp xe và vận chuyển cho bác đây ạ. Nên là bác có đang theo dõi trên các kênh YouTube này, Bạn Gợi Lớn Hoàng Anh Tiến cũng như Facebook Cầu Sông Tàu và Zalo Tiến Hoàng Anh, thì có thể biết được là hàng bên công ty đang trong cái quá trình sắp xếp xe và xuất xưởng lên đường cho bác rồi nhá. Chỉ vài tiếng là thôi thì bác chuẩn bị dinh em nó về với không gian của nhà mình ạ. Đấy, em sẽ đi quay tổng quát một vòng để cho các bác thấy được là mặt hàng bên công ty đang xuất xưởng lên đường nhá. Bộ chiếu cẩm hồng hàng 2 tấm một chiếu, có chiều dài là 3m2, rộng 1m một tấm và dày là 20cm. Kèm theo đấy là một đôi chân mễ. Một đôi chân mễ hàng nguyên khối các bác nhá. Hàng đặc nguyên khối 100%. Đôi chân mễ này rất là dài, nguyên cục nguyên khối này. Đây là kiểu chân dăm ở bên công ty. Thì hiện tại ở bên cơ sở 2 của Tiến Hoàng Anh đang sản xuất rất là nhiều các cái mặt hàng. Và về hàng cập bến và về liên tục các bác ạ. Không những xẻ những cây vanh tròn tại xưởng mà còn có những các cái hàng xẻ tại cảng Hải Phòng để vận chuyển về để phục vụ quý khách hàng vào dịp Tết. Nên là hàng Tết là cập bến là khá là nhiều rồi. Bác nào có quan tâm đến các cái mặt hàng nguyên tấm nguyên khối thì hãy nhanh tay liên hệ đến Gỗ Hoàng Anh Tiến để được bên em tư vấn và báo giá cụ thể cho toàn thể các bác nhá. Bác nào có quan tâm thì hãy liên hệ trực tiếp đến số điện thoại là 0888888836 để được em Hồng tư vấn chi tiết cụ thể cho toàn thể các bác hơn. Và những cái sản phẩm mà nói thật với các bác là có rất là nhiều các cái sản phẩm mà các bác đang tìm kiếm đấy. Nhưng mà lâu nay thì nhớ như những các cái mặt hàng như cẩm hồng thì cẩm hồng chưa có về nhưng mà đã cập bến rồi. Hoặc là như dòng lim hoặc là hương, hàng một tấm một chiếu. Bác nào đang quan tâm đấy thì hãy inbox dưới video ngày hôm nay, hoặc các bác có thể để lại số điện thoại để được bên em tư vấn cụ thể cho các bác nhé. Đấy. Phản Ngựa Hoàng Anh Tiến xin chân thành cảm ơn.